Vâng, em chào toàn thể các bác nhé. Hôm trước có bác nào dặn em là lấy chiếc Senco mạ vàng này 24K dòng đấu giá này, hôm nay hàng nó mới về nhá các bác nhé. Đấy, về được duy nhất một chiếc. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Đấy, lên cho các bác nào vẫn kịp chơi Tết. Ưu tiên các bác nào ở ngoài miền Bắc nhé. Miền Bắc thì gửi hàng nó sẽ nhanh hơn. Tại vì chiếc này là em mang ra Bắc rồi, đang ở ngoài ngoài quê rồi nhá các bác nhé. Chiếc Senco mạ vàng 24K là mộc ánh gián này, mặt số này, số rất là đẹp nhá. Chiếc này thì là tổng thể của nó là cao, chiều cao là 48 nhá các bác nhá, rộng là 28, mặt kính mo này mặt 215 này các bác này, 215 gần 22 rồi. Dưới là kính hoa văn, dưới kính hoa văn nó nhá, mặt số và còn nắp còn rất là đẹp nhá. Con này chuông nó đánh khá là hay đấy. Hàng này bác nào ở ngoài Bắc thì em gửi bưu điện là chuyển phát nhanh nó kịp chơi Tết. Rất là đẹp, rất là mới, rất là đẹp nha các bác nhé. Này. Chiếc này em bán là 3 triệu 6 nha các bác nhé. 3 triệu 6 tiền cước nhé, bao gồm cả tiền cước nhé. Nếu bác nào ngoài Bắc ấy thì chắc gửi chỉ tầm 2 ngày thôi là các bác vẫn về, vẫn kịp chơi Tết đấy. Nó trả về được nhiều, nó duy nhất có mỗi cái thôi. Bác nào chưa có số thì có thể là bấm số điện thoại của em là 0383 933 363 nhé các bác nhé. Bảng mới đấy em lại để trong trong nhà bè, em không mang về, em hàng này nó mới về thì nó gửi thẳng về đây luôn đấy các bác. Tổng thể nó còn rất là đẹp luôn nhá, mặt số nổi mạ vàng này, kim mạ vàng luôn này, mặt số nổi mạ vàng, kim mạ vàng này, hàng em vệ sinh tra dầu sạch sẽ rồi, về các bác cứ treo lên là dùng rồi, chơi Tết rồi. Tí em ghi số điện thoại, bác nào cần có nhu cầu thì liên hệ gọi trực tiếp qua số điện thoại em nhé. Chiếc này cũng là chắc là chiếc cuối của năm nay rồi, bác nào mà chốt chiếc này là em để ra 3 triệu 6 đúng số tài lộc luôn nha các bác nhé. Thường thường là chiếc này như đầu năm là nó phải rơi vào 3 triệu 8, 4 triệu các bác. Chào các bác nhé.